Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không thằng nào là người nổi tiếng nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài tương lai dù sai vẫn không nói phiền. Trời ơi, hay quá anh Siro ơi, sao anh rap hay quá vậy anh? Ôi là trời, rap hay quá anh ơi. Hay mấy bạn ơi, mấy bạn có nhìn thấy đằng sau lưng của mình có gì không mấy bạn? Đây, xin giới thiệu tất cả mọi người nha. Đây chính là chiếc TV 100 inch mà mình mới vừa mua được á anh em. Đó, anh em thấy xịn chưa, xịn chưa? Đây, cái TV này á nha là mình mua rất là nhiều tiền luôn á. Và hôm nay nè, mình đã quyết định mình sẽ bơi nó ra ngoài sân để mình ngồi mình nghe nhạc mấy bạn ơi. Tại vì cái nhà của mình nó nhỏ quá, nó nhiều khi nó còn nhỏ hơn cả cái TV nữa. Làm sao mà có thể gọi là chứa cái TV của mình được, bạn hiểu không? Đấy. Ôi bạn coi nè, TV của mình là đang chiếu nhạc anh em tốt nè. Đây đây các bạn nghe nè. Đó. Trời ơi, hay quá trời, mấy bạn nhìn mình trên video nữa bạn, nhìn mình siêu đẹp trai luôn. Trời ơi là trời, nhìn đẹp trai dễ sợ. Mấy bạn thấy rồi là bài rap của anh em tốt như thế nào, các bạn có thấy hay hay không nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Chứ mình thấy là mình nghe bằng cái TV xịn này mình thấy nó càng lúc càng hay các bạn ơi. Ủa Sim Sam đứng bên đó làm gì vậy? Trời đất ơi, cái gì mà ồn ào vậy sợ? Phong ơi làm gì vậy? Hả? Qua đây, lại đây. Gì? Tôi khoe với mấy người cái này nè. Đây, xin giới thiệu với mọi người nha. Đây chính là chiếc TV 100 inch mà tôi mới vừa mua được cái nha. Tôi mua mất hết 100 triệu rồi đó, xịn chưa? Xịn chưa? Xịn không? Trời đất ơi, bỏ ra 100 triệu mà ông phá làng phá xóm giữ người ta. Hả vậy? 2 giờ trưa hen, tôi đang ngủ trưa rồi nè, đang ngủ trưa đang say giấc nồng tự nhiên nghe tiếng tung 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 tung. Trời ơi, hóa ra do ông hả? Hả vậy? Bà ngủ trưa kệ bà chứ, còn tôi nghe nhạc rồi, có gì đâu liên quan gì, mở mắt lo nè. Nè nè nè. Quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên. Ôi, tại sao vậy? Ông có biết là mọi người đang ngủ chưa không? Đúng trời ơi, đất ơi, TV chăm cụ mong có ý thức dễ trao cái trời. Đúng rồi. Ông biết không? Tại này á, là người ta gọi là phi vào tội làm gây mất trật tự ở nơi công cộng. Ông biết không? Ông đang gọi là phi phạm đó. Mình nói mấy bạn nghe nè, cái này là TV của nhà mình, với lại là mình đang đứng ở trong nhà của mình. Đây nè, cái hàng rào xây nè, cái này là đất của nhà mình. Thì mình muốn nghe cái gì, mình muốn mở cái gì kệ mình. Trời ơi, bây giờ mình có gọi là mở to nổ luôn, cháy đất luôn, thì đó cũng là chuyện của mình, liên quan đến mấy bạn. Trời ơi, Phong người này gan dữ người ta. Rồi bây giờ tôi nói một câu, tôi không cần cãi lời với ông là tôi mệt lắm rồi. Bây giờ ông có tắt cái TV này không hay để tôi đập nó? Vậy gì bà dám đập cái TV của tôi luôn hả? Bà nghĩ sao vậy? TV này 100 triệu, tôi thách bà dám đập luôn á. Trời ơi, 100 triệu, 200 thì tôi đập hết, làm ồn ào lúc tôi ngủ tôi nè, tắt á. Nè, tôi nói bà nghe nha. Bà làm như cái TV 100 triệu của tôi là nó dễ đập lắm vậy? Tôi nói bà biết nha, nó có dán kính cường lực. Trời ơi, dùng đại bác bắn cũng không bể. Trời ơi, được. Ủa thần thánh, ba cha. Trời ơi. Ôi sao em lỡ tay ném, ôi chắc em trượt tay rồi sao? Rồi thôi đập thêm cái nè đó. Ok đập thêm cái rồi, đi về có gì đi 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 đi. Thêm nhiều. Ôi trời. Ủa chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Cái TV của tôi trời ơi mở hết lên luôn rồi các bạn ơi. Cái gì vậy trời? Ủa rõ ràng là cái thằng bán TV nó bảo với mình là TV này là TV được dán kính cường lực siêu VIP. Rồi đại bác bắn cũng không bởi luôn mà bà kia bà lấy cục gỗ bà chọi con vô có cái thôi bởi luôn TV của mình bà. Trời ơi, TV chăm cũ của tôi, TV tiền của tôi khóc quá trời, bà bởi mất tiêu rồi, trời mở không lên luôn. Vậy sao mà nghe nhạc được đây? Trời ơi, đang karaoke mà. Trời ơi, tức quá mấy bạn ơi. Simmy với Sammy, hai người tưởng là hai người là con gái, hai người muốn làm gì thì làm hả? Tức quá mà, đừng có ỷ là xinh đẹp mà muốn làm gì làm nha. Cái này là TV, là tiền mồ hôi công sức của tôi mua được mà mấy người dám đập nó. Thôi được rồi, hai người nhớ đó, một ngày nào đó tôi sẽ trả thù. À thôi, cần gì một ngày nào đó trả thù liền ngay lập tức luôn bạn ơi. Mấy người đã quên mất mình chính là hacker Phong Cận à. Hãy xem đây TV à, anh sẽ báo thù cho em. Còn bây giờ anh sẽ đem em đi chôn đây. One eternity later. Trời ơi là trời, buồn quá trời quá đất luôn á bạn ơi. Tự nhiên không đang coi bằng cái TV to 100 inch, bây giờ phải xuống coi cái TV bé tí tẹo. TV này được có 20 inch nữa bạn ơi, bé tí tẹo luôn, không đủ để coi YouTube luôn á bạn. Trời ơi tức quá mà. Tính ra nha, cái TV mình đã tốn biết bao nhiêu tiền mình mua, vậy mà bà Sammy với bà Simmy dám đập bể của mình. Mối thù này mình không thể nào mình bỏ qua được, mình nhất định phải trả thù thôi.
Trời ơi là trời. Ok bạn ơi, bây giờ nha, bạn thấy ở trên tay của mình có gì không? Đây, xin giới thiệu với bạn nha, trên tay của mình đó chính là hai cái hộp quà. Thì hai cái hộp quà này các bạn biết có gì bên trong không? Trong đây có chứa một món đồ rất là đặc biệt mà mình sẽ tặng cho Simi và Sammy nha. À quên nữa, mấy bạn nghe chắc là mấy bạn thấy lạ lạ đúng không? Tự nhiên khi không, Simi với Sammy đập bể cái tivi của mình mà tại sao mình lại tặng quà cho Sim với Sam? Mấy bạn hiểu lầm rồi, cái món quà này không phải là một món quà bình thường đâu nha, mà trong đây nó có chứa một cái bánh phép thuật mấy bạn ơi. Mà cái bánh phép thuật này là gì các bạn biết không? Khi ăn cái bánh này vô á thì người nào ăn cái bánh này vào người đó sẽ bị biến dị đó. Chẳng hạn giống như mình nè bạn, mấy bạn thấy mình là một người rất là cao ráo đẹp trai xấu muối body siêu chuẩn đúng không, đó y như người mẫu luôn. Và khi người nào á mà ăn cái bánh này vào thì người đó sẽ bị biến dị và ngay lập tức sẽ bị lùn lại và mập y như là ca mui vậy đó. À, ghê không hả? Ok. Bây giờ á tôi sẽ khiến cho bà Simi với bà Sammy sẽ bị mập y như ca mui bạn ơi. Hả? À, ok, lùn lại như ca mui luôn. À, ok. Bây giờ đem cái bánh qua nè. Đầu tiên nha sẽ là Sammy. Mình thấy Sammy trên nhà nè các bạn ơi. Đây chính là cái hộp quà màu xám. Đấy, mình chuẩn bị cho Sam luôn nè. Mình bảo đảm với mấy bạn là bà Sammy sẽ rất là thích cái hộp quà này luôn, tại nó có màu xám mà đúng không? Ok, nhấn chuông nè. Ok, chạy kiếm chỗ núp mấy bạn ơi, chạy. Ok, ra ngoài đây núp nha. Xuống liền, xuống liền. Ủa, gì kỳ vậy ta? Tự nhiên có người tặng quà cho mình xong đi mất tiêu luôn. Không biết danh tính là ai, nhưng mà món quà đẹp quá, màu xám giống của mình thì thích rồi đó nha. Có khi nào quà có fan không ta? Ừ, chắc là quà có fan rồi. Thôi bây giờ mở thử coi. Đẹp quá ta. Thử coi. Gì đây? Bánh quý hả? Ôi, tôi bánh quý dễ sợ luôn. Cảm ơn ai đó nha. Để ăn thử coi. Ôi, thơm có mùi mật ong nha. Rồi, ngon dễ sợ luôn. Ăn thêm miếng nữa cho đã. À, trời ơi, ngon dễ sợ luôn. Cảm ơn ai đó nha. Ủa, sao tự nhiên thế giới nó to dữ vậy? Ủa, sao cái nhà mình to dữ vậy? Ủa, là sao? Cái cửa nó bự dữ vậy ta? Để coi nè. Sao mình luôn lại vậy? Trời ơi trời. Ủa, gì kì á? Ủa, là sao? Tự nhiên tôi đang cao đó đẹp trai với siêu mẫu. Hoài là em 1m8, bây giờ tôi xuống còn 1m1 vậy? Trời ơi bạn ơi, bạn nhìn kìa, mà Sammy bị teo nhỏ lại lùng tịch luôn bạn ơi. Trời ơi, đó bạn thấy không, bạn thấy cái bánh của mình ghê chưa? Đây chính là sự trừng phạt cho những kẻ nào dám phá hủy tivi của ta. Ôi, Sammy bà không biết rằng tôi là một người gọi là rất là mê tiền sao? Bà dám đập cái tivi 100 triệu của tôi là bà sai rồi. Bao hả? Sao tôi lùng tịch giờ đang đẹp gái 1m8 xuống còn 1m1 à? Ủa Sam ơi, ủa tôi nhớ là bà hay kêu tôi là bà sẽ tập thể dục thể thao để cho bà cao lên mà. Sao tự nhiên tôi thấy hôm nay bà lùn lại luôn vậy Sam? Ai biết đâu, tự nhiên lùn xịt cho chú lùn luôn á trời, cái gì vậy? Mấy bạn nhìn mình với, mấy bạn nhìn mình với Sammy nè. Trời ơi, không bằng cái chân của ổng luôn kìa. Trời ơi bạn ơi, các bạn nhìn nè, bây giờ nhìn Sammy có khác gì là cục đá không? Bạn nhìn y hệt như là em bé hoặc là không, cái này em bé nhìn người ta dễ thương lắm chứ em bé nhìn không có lùn. Trời ơi trời, tự nhiên tôi bị biến bé lại này là sao vậy? Tự nhiên kỳ quá à. Ủa sao kỳ ta? Sao tự nhiên Sam bị biến bé lại nhờ mình cũng không biết nữa, mà vừa bé mà còn vừa mập nữa nè. Trời ơi mập quá. Tôi có mập gì đâu, tôi ốm mà. Ốm hả? Ốm. Thôi được rồi nha, bây giờ nè Sam mà tôi chỉ nè, bây giờ nè, đây tôi có cách giúp cho bà cao đây nè. Thật không? Thiệt, bây giờ bà chú nó đi. Rồi ok, chú đó. Rồi ok, bây giờ bà lùng vậy tôi thách bà nhảy lên được luôn. Tôi chặn này luôn. Ôi. Bây giờ tôi thách bà lên được luôn á. Ok bạn ơi. Người đầu tiên đã phải chịu sự trừng phạt rồi. Bây giờ tôi sẽ để Sammy ở đây 1 tiếng đồng hồ. Tôi cho bà, à không,
Bây giờ trừng phạt phải kinh khủng hơn nữa. Bây giờ nha, nếu như những bạn fan nào mà muốn mình tha thứ cho Sammy, giúp cho Sammy trở lại bình thường, thì mấy bạn hãy gọi là để lại cho video này được một like đi. Thì mình sẽ gọi là xem coi, nếu như được nhiều like á thì mình sẽ ngay lập tức gọi là biến cho Sammy trở lại bình thường. Còn không thì từ nay Sammy sẽ quay video cho các bạn xem với hình dạng siêu lùng như thế này, ok? Bà không cần nữa, tôi chạy với tôi. Còn lâu nha, còn lâu nha, bà đập cái tivi của tôi giờ bà còn đòi thuốc giải hả? Còn lâu nha, bây giờ tôi cho bà lùng xấu suốt đời luôn. Đồ phong cần đăng kia, đứng lại. Đi đây, bye bye. Cuối cùng thì cũng đã cho được Sammy rồi các bạn ơi. Và người tiếp theo bị mình cho chắc chắn sẽ là mèo Simmy nha. À ok, bây giờ mình sẽ để cái bánh ở ngay cái chuồng của bé Mưa đi, ok, để đây nè. Ủa? Phong cận tay dây. À, ông quay làm chi giờ? Đừng nói mình trả thù tôi đúng không? Ủa, gì trả thù gì tôi à? Tôi có biết trả thù gì đâu. À, chết giờ sao ta? Ủa? Giờ sao bạn ơi? Ủa, tại sao đây là có một hộp quà màu xanh lè lè giống tôi dữ vậy? Đây chính là cái hộp quà mà tôi chuẩn bị để tôi tặng cho Simmy để xin lỗi á. Hả? Tại vì là tôi cảm thấy mình là một người rất là có lỗi luôn. Tôi gọi là hát karaoke sùm, không để cho ai ngủ hết, cho nên tôi thấy có lỗi quá. Hồi nãy tôi đã đem bánh qua tặng cho Sammy để xin lỗi rồi. Còn cái bánh này á thì tôi tặng cho Sim, nhưng mà tôi cảm thấy ấy nấy quá, tôi không dám tặng tận tay, cho nên tôi phải bí mật để ở trước nhà. Tôi thật là buồn quá. Trời ơi, không ngờ Phong Cường tới đây xin lỗi mình còn tặng quà cho mình nữa. Đúng là Phong Cường bạn đúng là người bạn tốt. Đúng không vậy. Sao Phong bạn tặng quà cho mình là mình hết giận bạn luôn. Đúng cái này vậy. Mở ra được không dạ? Được chứ, trời ơi, xin cứ mở là thoải mái. Ok. Trời ơi, cảm ơn bạn tốt nha. Để mình coi đây là cái gì đây. Hey. Ồ, ba cái bánh quy. Ủa, bạn tặng mình bánh quy hả? Đúng vậy, đây chính là bánh quy. Bánh quy này nha, tôi nói bạn nghe nha, là bánh quy này là tôi tự làm luôn á. Cái bánh quy này nè, tôi nói cho bạn biết nha, là tôi phải lên trên tới tận trên núi cao để tôi hái từng ngọn lúa, tôi xuống đây tôi xay nó thành bột. Sau đó tôi phải lên trên gọi là sao ta, hóa thạch khủng long. Tôi lấy cái móng khủng long về để tôi về tôi nhào bột làm thành cái bánh này đó. Cái bánh thấy quan nữa, để sao mà mình nghe cái công thức nó kỳ lạ đó, dữ vậy. Trong đây nè là có sữa của bò cô bơi nè, rồi có thêm cái gì ta, gì vàng 4 số 9 á, vàng 4 số 9 ở trên nữa. Vô. Rồi đi, tôi không ngờ một cái bánh quyêu nó có bao nhiêu sự tinh hoa tinh túy trong cái bánh này luôn. Nhưng sao cỡ Phong nha, mình ăn nha. Ăn ơi, ăn ơi. Mình cả nhà ăn. Ăn nom nom nom. Ngon không? Đúng là bánh ngon. Như cái bánh này có mùi lạ lạ vậy Phong. Mùi gì đâu, do là tôi có bỏ trong đó vàng á, cho nên là kiểu mùi nó hơi kỳ kỳ thôi, nhưng mà nó rất là quý không? Nó kỳ quá trời. Ủa sao tôi ngứa vậy trời? Ủa sao ngứa quá trời? Trời ơi, ngứa quá. Ủa Phong, bánh nó bỏ vậy là gai đúng không? Sao tôi ngứa nữa hả? Ủa đâu trời bỏ gì đâu. Ủa trời. Sim ơi, tôi nhớ là tôi làm bánh bằng bột mì, chứ đâu tôi đâu có làm bánh bằng bột nở đâu, mà sao cái người của bà nở ra. Gì mà nở để tôi coi. Ủa sao cái cửa 2 mét mà tôi chui không vừa luôn vậy? Ủa gì đây? Ủa cái gì vậy? Ủa sao người mình bự như con heo vậy? Sao người tôi bự như vậy? Ủa chết rồi Sim ơi, hình như là tôi bỏ nhầm bột nở trong cái bánh này, bà ăn vô xong bà bị mập ra y như sumo luôn rồi. Trời ơi các bạn, nhìn tôi nè, mập như con heo luôn trời, không chịu đâu. Thôi, trời ơi, đừng khóc nữa, tôi có thuốc giải, yên tâm. Ông có thuốc giải, vậy đưa cho tôi đi trời, tự nhiên gọi là cho cái bánh gì kỳ cục hết sức à, đây, đưa ê, nhưng mà đây. Bà làm như là bà muốn có thuốc giải, tôi sẽ đưa cho bà hả, còn lâu nha, bà đã đặt cái tivi 100 triệu của tôi rồi, còn lâu tôi cho bà. Chào cai nha, do anh em mình ôm nhau cái nè. Rồi ok. Tình cảm rất ghét nè. Cai ơi, tôi hỏi bạn này nha. Dạo này bạn cho Simmy ăn nhiều lắm hay sao mà sao Sim mập dữ vậy? Ủa đâu Sim? Ủa cái gì vậy Sim? Sim không biết, tại Sim ăn bánh vô
ơi, chị mập như con heo luôn, trời ơi. Ủa nó ra mập như con heo, xin mập còn hơn con heo nữa. Cái gì mà xin mập hơn heo, ông quá đáng quá cho trời. Ông khoan, từ từ, mấy bạn ơi, hay là bây giờ mình cho luôn cây Ron nha. Đúng rồi, lỡ cho anh Simmy, cho anh Kai luôn nha. Ok, Kai ơi, tôi nói ông nghe nè. Simmy dám giấu bánh ăn một mình á, hồi nãy tôi đem bánh qua tặng mà Simmy giấu ăn mình cho nên giờ Simmy mới mập vậy á. Trời ơi, Sim ơi, ta xin Sim lại làm thế với Kai. Kai không ngờ là Sim lại làm như thế, Sim lại giấu bánh Kai. Sim ăn bây giờ Sim mập hơn con heo đó kìa. Bây giờ đưa bánh lên cho Kai, nhanh lên, đưa bánh đây. Đưa bánh đây. Kai, cái bánh này Kai không được ăn. Quá. Sao Kai lại không được ăn hả? Bây giờ Kai ăn cho Sim coi luôn à. Ăn từ từ, coi chừng mắc nghẹn á Kai ơi. Từ từ. Ôi, ngon quá Bông ơi, trời ơi nó ngon vậy luôn trời. Trời ơi, tôi biết là ngon mà, cái bánh này do tôi tự tạo ra mà. Ủa mà không thấy trong người em bị gì hết hả Kai? Ủa gì vậy? Tôi biết cái gì vậy? Ủa khoan, từ từ nha. Cái gì đây trời ơi. Tính ra nha, tôi đưa cái bánh đó cho Sim, Sim ăn á, thì người Sim bị mập ra, còn cái đầu teo lại. Còn Kai sao cái người ốm lại, còn cái đầu bự ra. Trời ơi, Kai, tôi gọi ông nghe nè. Cái người ông như cái xào treo áo quần á, để tôi móc ông ra, tôi treo cột luôn nha. Trời ơi. Tại sao bạn làm như vậy? Bạn có biết là mình thích lắm không? Ủa là sao? Trời ơi, hay quá Phong ơi. Trời ơi, bây giờ tự nhiên đang giảm cân á, mà giảm cân hoài đâu thành công đâu giờ. Đi Phong cho cái bánh vô cái ốm luôn. Trời ơi, cảm ơn Phong nhiều quá. Đúng rồi. Còn Sim sao? Sim hả? Chị mập hơn heo nữa. Em biết kệ gì? Mình nói nghe nè, mình nói. Ok bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn thấy chưa? Đó chính là kết cục cho những kẻ nào dám phá TV của mình đó bạn. Nhưng mà Kairon thì Kairon là cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì Kairon được gọi là sao ta? Được ăn hình như nãy mình mới thấy Simmy biến thành con trai luôn á bạn. Hình như nãy mình thấy Simmy biến thành Steve luôn thì phải. Ủa gì kỳ đó, cái bánh nó biến con gái thành con trai luôn á ta. Ôi bạn ơi, bạn thấy ghê không? Cái bánh này của mình đó, nó cực kỳ gọi là kinh dị luôn nha. Đấy. Mấy bạn có muốn mình biến Simmy trở lại bình thường hay không? Nhớ bình luận và để cho mình một like nha. Chứ không thôi mình sẽ để cho Sammy, Simmy với Kairon vĩnh viễn trong cơ thể như vậy. Ô, có khi nào mình đem cái bánh này qua mình cho Kamui ăn, xong Kamui trở thành siêu mẫu chân dài không ta? Ồ, hợp lý. Bạn nào muốn mình thử không? Nhớ bình luận nha, mình sẽ thử cho Kamui ăn thử cái bánh đó nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video của mình đến đây cũng đã rất là dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt.